Kính chào quý khách, hôm nay chúng ta tìm hiểu về cỏ ngọt nhé. Cỏ ngọt là gì? Cỏ ngọt là một loại cây bụi lâu năm cổ xưa của Nam Mỹ. Vẻ ngoài của nó không giống cỏ, với chiều cao lên đến 30cm và lá của chúng dài 2,5cm. Mùi thơm, cỏ ngọt được sử dụng để làm chất ngọt tự nhiên, đúng với cái tên gọi của chúng. Nó chứa chất ngọt tự nhiên có hàm lượng calo thấp, ngọt hơn khoảng 300 lần so với saccharose. Tác dụng của cỏ ngọt. 1. Cỏ ngọt hỗ trợ, phòng ngừa bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng chất ngọt tự nhiên trong cỏ ngọt không đóng góp calo hoặc carbohydrate vào chế độ ăn hàng ngày. Cỏ ngọt cũng đã chứng minh không có tác dụng với phản ứng insulin và đường huyết. Điều này cho phép những người mắc bệnh tiểu đường có thể ăn được nhiều loại thực phẩm hơn và tuân thủ theo chế độ ăn lành mạnh. 2. Cỏ ngọt giúp kiểm soát cân nặng. Cỏ ngọt có thể thay thế đường trong các chế độ ăn kiêng nhằm kiểm soát cân nặng. Cỏ ngọt rất ít calo và không chứa đường. Có thể dùng cỏ ngọt như một phần trong chế độ ăn uống để cân bằng, vừa giúp giảm năng lượng mà không bị mất đi hương vị khi dùng món ăn. Lá cỏ ngọt sấy khô có nhiều công dụng. 3. Giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy. Trong cỏ ngọt có nhiều chất chống oxy hóa. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng một trong những chất chống oxy hóa đó giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy lên đến 23%. 4. Giảm huyết áp. Một nghiên cứu vào năm 2003 đã chứng minh rằng cỏ ngọt có tác dụng giảm huyết áp. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cỏ ngọt còn hỗ trợ các hoạt động tim mạch. Cách sử dụng cây cỏ ngọt hiệu quả. Sử dụng cỏ ngọt trong hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Đối với cách sử dụng cây cỏ ngọt này, bạn có thể tham khảo theo các bài thuốc sau. Bài thuốc: sử dụng 10 đến 15g lá cỏ ngọt được phơi khô 200ml nước lọc, đun sôi cho đến khi nước trong nồi khô lại, còn khoảng 50ml thì dừng lại, chia nhỏ lượng thuốc làm 2 lần sử dụng trong ngày, kiên trì sử dụng đều đặn trong khoảng từ 1,5 đến 2 tháng, bạn sẽ cảm nhận được tác dụng của bài thuốc. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và cơ thể linh động, hoạt bát hơn. Cách dùng cây cỏ ngọt trong điều trị bệnh béo phì. Bài thuốc: sử dụng 7,5 gram lá cỏ ngọt được phơi khô mang đi đun nước, dùng phần nước thuốc đó uống hàng ngày thay cho nước lọc. Sử dụng cây cỏ ngọt giúp lợi tiểu, giải nhiệt cơ thể. Bài thuốc: sử dụng cỏ ngọt kết hợp với một số vị thảo dược có tính mát như cam thảo, nhân trần, trà atiso đen đun với nước lọc, dùng uống mỗi ngày như nước bình thường. Sử dụng cây cỏ ngọt để chăm sóc răng miệng. Bài thuốc: dùng khoảng 5 đến 8 lá cỏ ngọt tươi đem giã nát hoặc đem đi xay nát rồi rồi với nước lọc để làm nước súc miệng. Biết được tác dụng cây cỏ ngọt, chắc hẳn nhiều người muốn tìm mua loại cây này để chữa bệnh hay làm đẹp. Một địa chỉ uy tín mà chúng tôi khuyên bạn nên mua đó là cửa hàng Dũng Hà. Cửa hàng cung cấp cỏ ngọt chất lượng, giá cả phải chăng. Đến ngay nông sản Dũng Hà để mua hàng trực tiếp hoặc liên hệ 19009 86865. Hãy sub kênh để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác nhé.